Hello cả nhà, tại đến với kênh Bình Vlog. Hôm nay nói chung là cũng có một cái áo của ông anh cũng đang tắt cạn rồi. Bây giờ mình với hậu đến thăm nhà idol gì? Idol Kla. Để đến nhà idol Kla để xem Kla có nhà không. Để đi bắt cá cùng chung với team của mình nha. Thôi mời cả nhà xem thì Bình đi vô trong nghỉ cái nào cả nhà ha. Chào chị Nguyên. Ôi. Anh La có nhà không? Có. Hả? Có. Anh đâu rồi? Anh đang ngủ á. Mày đang làm gì đó? Làm chổi. Đi làm chổi hả? Ừ. Bây giờ một cây gì được nhiêu nè? Nhìn cây này được có 10 ngàn hả? 10 ngàn. Sao rẻ chứ đi? Thỏ. Thỏ ta lại hả? Thỏ. Bây giờ một ngày mình chặt được cần mấy cây nè? 25 cây. 25 cây hả? Rồi bán cho em 8 ngàn được không? 10 ngàn. 10 ngàn á, 10 ngàn á. Bán cho em 8 ngàn được không? Em lấy hết 25 cây luôn. Em ra bên kia thì chúng em cũng đi bán cho ta lại hả? Được không? Chiều nay em lấy hết luôn em. 8 ngàn á. Bên La đâu rồi? La ngủ rồi. Em xin phép kênh La bắt cá được không? Được không? Đi nha. Ông đâu rồi? Ở nhà hả? Rồi rồi, tới công chuyện này. Anh La. La. Sao vậy? Anh sao vậy? Có ai lại vậy? Sao vậy? Đi bắt cá đi, bắt cá. Bắt cá hả? Bắt cá nào? Bắt cá trộn mình bữa đất đó. Có gì cơ hả? Đi đi. Vui. Đi không? Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Cái nhà mà vừa thấy vô cái nhà. Tụi cái mày biết. Đi được không? Đi được không? Hả? Đi được không? Đi. Rồi đi 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 bắt cá đi. Đi em. Đi. Rồi cái nhà mình cùng với idol Kla đi bắt cá cho cả nhà ha. Mặc quần áo cái. Quýt quá. Nhanh đi mọi ơi. Rồi đó đi. Ôi cái chân lùi cả nhà. Ôi lên xe, lên xe. Ôi cả nhà em. Rồi ba người mình giờ đang lên xe để đi cá cả nhà em. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay coi. Ứng quá. Xe lò xo quýt lên em. Đón xe. Xe bị sao vậy? Xe gãy lò xo rồi. Gãy lò xo luôn á. Ủa lên xe đi, lên xe đi. Ồ đây cả nhà. À, ao thì nằm ở ngoài bên kia nhá. Giờ ba anh em thì đang hành trình đi lên luôn. Ủa
Ôi lên nè anh ơi. Ông được gì mà nó khó khăn như vậy? Chẳng hả? Đi có nhà này ở được không anh ơi? Không được đâu. Hả? Cái này là kho mà ở lâu rồi. Có nhà quan hả? Nhà quan. Wow, đây có nhà quan cái nhà ha. Đưa chỗ bắt cá xa xa như vậy. Tới rồi. Hả? Tới rồi. Tới chưa? Chưa. Ôi dây điện thun nè, quá trời luôn rồi. Dây điện thun sao đâu. Ôi tới à, ao bắt cá là cái này. Bây giờ mình tóm xem ai đồ bắt cá như thế nào nha. Ồ, ngọt rồi. Thôi ơi. Còn xuống nữa. Trời ơi, còn quá trời nước rồi. Sao mà bắt được đây nè. Ồ, con cá kìa. Wow. Ôi, xuống tới tới nơi rồi anh. Trời ơi, đứa còn một đống kìa anh á. Đứa còn một đống luôn kìa. Rồi sao bắt? Chưa đâu, chừng một tiếng nữa mới không. Ôi, cả nhà nếu thấy idol Cola mình thấy thích á, thì cái nhà cũng quên cho idol Cola mình một lượt like và một đăng ký để tiếp theo đây mình sẽ làm những video hài hước và cũng như là hay hơn cái nhà ha. Là sao anh lá? Dạ. Bữa nay đi bắt cá hả? Bắt cá. Bắt cá lóc. Bắt cá lóc có bắt cá gì nữa? Cá lóc đồng. Đúng cá lóc đồng không? Đúng rồi. Chắc không? Dạ. Rồi cá gì nữa? Cá lóc đồng như hình như là có cốc phi là có lại cốc phi gì đó. Cốc phi. Ừ. Thì có cá gì hôm qua cá độc quá cá gì? Cái gì? Cá độc độc á. Cá ngâu. Không phải cá ngâu, cá nâu. Cá nâu. Nói sai vậy. Đúng rồi. Cái nâu. Nói chung cái nhà bây giờ mình với anh La cùng với em Hữu đã tới cái ao rồi, nhưng mà bây giờ nước thì còn rất là nhiều, chưa bắt được cái đá. Giờ anh em mình sẽ nghỉ ngơi một chút xíu để chờ nước cạn, thì anh em mình sẽ bắt cá như thế nào ngày hôm nay, có cá gì để review cho cái nhà mình cùng theo dõi nha. Rồi cái nhà mình theo dõi hết nữa luôn nha.